Mến chào quý vị khán giả đến với kênh tin mới, kênh cập nhật liên tục và nhanh nhất những tin tức nóng hổi trong nước và quốc tế. Đến với bản tin ngày hôm nay, hãy cùng điểm qua những tin tức hấp dẫn nhất có trong ngày. Tờ báo Tokyo của Nhật Bản tố cáo Tập Cận Bình dã tâm lợi dụng đại dịch Covid đem rất nhiều tàu thuyền mang theo vũ khí hạng nặng dùng vũ lực xâm chiếm Biển Đông, nhưng cuối cùng đã nhận kết quả đầy đau thương. Thưa quý vị, theo thông tin mới nhất từ Bộ Quốc phòng của Nhật Bản cho biết, trong những ngày gần đây, chính quyền ông Tập Cận Bình đã liên tục điều tàu chiến và rất nhiều tàu đánh cá ngụy trang mang theo vũ khí hạng nặng liên tục đe dọa chủ quyền biển đảo của các nước trong khu vực. Bắc Kinh không chỉ thể hiện sự bành trướng, ngỗ ngược, bất nạt ngoài Biển Đông, mà còn ở vùng biển Hoa Đông, nơi có quần đảo Senkaku, nơi đây phía Trung Quốc đem rất nhiều tàu chiến mang theo vũ khí và vòi rồng, đồng thời điều quân đội gây hấn, gây chiến với Nhật Bản, hòng chiếm đóng một phần quần đảo nói trên về tại Bắc Kinh. Trước những tình thế cấp bách, nguy hiểm nói trên, hôm qua quân đội hải quân, không quân của Nhật Bản đã cho phóng liên tiếp 6 quả tên lửa từ một căn cứ quân sự mà quân đội của Nhật Bản đang cho đồn trú trên quần đảo Senkaku, làm cho nhóm tàu chiến hung dữ của phía Trung Quốc run sợ chạy tán loạn. Theo tờ báo Tokyo của Nhật Bản cho biết, Biển Đông và vùng biển Hoa Đông luôn là miếng mồi ngon mà phía Trung Quốc luôn muốn nhòm ngó tới, bởi vì những vùng biển này không chỉ mang lại cho Bắc Kinh một nguồn thủy hải sản dồi dào có giá trị lớn, mà nơi đây còn sở hữu những mỏ dầu có trữ lượng lớn nhất nhì trên thế giới. Ngoài ra, vùng biển Đông và vùng biển Hoa Đông là lá chắn quân sự cực kỳ tốt cho nước nào sở hữu được. Đó là những nguyên nhân vì sao mà chính phủ Trung Quốc từ thời ông Mao Trạch Đông, ông Giang Trạch Dân, ông Hồ Cầm Đào hay bây giờ đến thời ông Tập Cận Bình đều âm mưu xâm chiếm Biển Đông, độc chiếm Biển Đông về tay cho Bắc Kinh. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, trong thời gian vừa qua, chính phủ của Bắc Kinh đã làm đủ mọi cách, mọi giá để tuyên bố chủ quyền vô lý ở ngoài Biển Đông cũng như trên vùng biển Hoa Đông. Tuy nhiên, những âm mưu đen tối trên của phía Trung Quốc luôn bị các nước ra tay trừng trị. Điển hình nhất là vào ngày hôm qua, quân đội của Nhật Bản đã cho một đội hình gồm 5 tàu chiến mang theo tên lửa siêu hạng, 6 máy bay ném bom và 6 tàu cảnh sát biển quyết định phóng tên lửa về phía nhóm tàu của Trung Quốc khi mà chúng định tiến sát vào quần đảo Senkaku để chiếm đóng. Theo tờ báo Seoul của Hàn Quốc, trích dẫn lời một vị tướng trong Bộ Quốc phòng của Nhật Bản cho biết, vụ phóng tên lửa uy hiếp ngày hôm qua đã làm cho một con tàu do thám phía Trung Quốc bốc cháy dữ dội và chìm xuống đáy biển Hoa Đông. Nhóm tàu còn lại đã run sợ và cho chạy tán loạn về phía Trung Quốc để trú ẩn. Nhật Bản cảnh báo nếu trong thời gian tới phía Trung Quốc còn đem quân ra gây hấn, bắt nạt, bành trướng ở vùng biển Senkaku thì Nhật Bản sẽ ra tay trừng trị phía Trung Quốc, cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình để trả thù cho các nước trong khu vực. Thưa quý vị, theo các chuyên gia quân sự hàng đầu trên thế giới cho biết, Trung Quốc có thể phô trương sức mạnh, thị uy, bắt nạt, dương oai đối với các nước nhỏ bé trên thế giới, đặc biệt là các nước trong khu vực Đông Nam Á, chứ Bắc Kinh mà động vào Mỹ, Nhật Bản hoặc Triều Tiên hay Ấn Độ, thì chính quyền của ông Tập Cận Bình cứ xác định là sẽ bị đánh cho tơi bời khói lửa. Bởi vì Nhật Bản không chỉ là một quốc gia có nền kinh tế chính trị xã hội lớn nhất châu Á, mà Nhật Bản còn nổi tiếng với sức mạnh quân đội, bởi vì từ lâu Nhật Bản được cho là đồng minh thân cận của Mỹ ở khu vực châu Á. Chính vì điều đó mà sức mạnh quân đội, quân sự của Nhật Bản được cho là lớn mạnh nhất nhì ở khu vực này, lớn hơn rất nhiều đối với cả phía Trung Quốc. Và nếu xảy ra đụng độ ở biên giới, đối đầu căng thẳng ở vùng biển Hoa Đông, nơi có quần đảo Senkaku, thì phần thắng chắc chắn sẽ thuộc về chính quyền của Nhật Bản. Và trước sự bành trướng ngỗ ngược, ngông cuồng, bắt nạt, thị uy sức mạnh của phía Trung Quốc ở vùng biển Đông và vùng biển Hoa Đông, các chuyên gia quân sự trong Bộ Quốc phòng của Nhật Bản khuyên các nước trong khu vực Đông Nam Á nói riêng và khu vực châu Á-Thái Bình Dương nói chung hãy nêu cao tinh thần cảnh giác đối với cả phía Trung Quốc, bởi vì trong một tuyên bố mới đây, tại một cuộc họp ở thủ đô Bắc Kinh, quan chức trong chính quyền ông Tập Cận Bình đã mạnh miệng tuyên bố rằng hiện tại dịch bệnh COVID ở thành phố Vũ Hán tạm thời được dập tắt. Trong khi đó, đại dịch này đang hoành hành và làm điêu đứng hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới. Đây là một cơ hội tốt, chúng ta phải hết sức tận dụng. Trung Quốc phải nắm bắt thời cơ khi thế giới đang tập trung cao độ, căng mình trong vấn đề dập dịch virus. Và nhân cơ hội này, chúng ta phải đẩy mạnh việc bán các thiết bị y tế như máy trợ thở, khẩu trang y tế, bảo hộ y tế và bộ kit xét nghiệm chủng COVID để tăng ngân sách cho chính phủ Trung Quốc, làm giàu cho Bắc Kinh và đưa Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa trở thành ngôi vị số 1 trên thế giới thay cho Mỹ.
Một quan chức trong chính quyền của ông Tập Cận Bình còn tuyên bố cũng nhân cơ hội này, chính phủ của Bắc Kinh phải mạnh tay tuyên bố chủ quyền ở ngoài Biển Đông, theo đúng bản đồ đường lưỡi bò mà chúng ta đã vạch ra. Và nếu bất kỳ một ai, bất kỳ một nước nào cho tàu thuyền, tàu đánh cá hay giàn khoan xâm phạm vào vùng đường chín đoạn thì sẽ bị bắn hoặc bị bắt giữ. Tờ báo Tokyo của Nhật Bản còn lấy bằng chứng rõ nét nhất đó là việc trong tuần vừa qua, chính phủ của Trung Quốc đã liên tục điều tàu hải cảnh đi theo hộ tống chúng là một loạt tàu chiến mang theo vòi rồng và vũ khí hạng nặng tiến vào đảo Trường Sa. Tuy nhiên, hành vi trên của phía Trung Quốc đã bị cả cộng đồng thế giới cũng như các nước trong khu vực tẩy chay đồng thời lên án kịch liệt. Phía Trung Quốc đã có những hành vi manh động. Mới ngày hôm qua thôi, chính phủ của Trung Quốc lại tiếp tục điều tàu chiến có những hành động đe dọa đến an ninh chủ quyền biển đảo ở quần đảo Senkaku của Nhật Bản. Và nếu như quân đội của Nhật Bản không cho phóng tên lửa cảnh cáo, thì Bắc Kinh chắc chắn cũng đã có những hành động làm càn. Chính vì những điều trên, các nước trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương phải hết sức đề phòng, cảnh giác cao độ và sẵn sàng chiến đấu và có những biện pháp cứng rắn để ra tay trừng trị Trung Quốc, trừ khử Bắc Kinh, cô lập chính quyền ông Tập Cận Bình. Chỉ có như vậy mới ngăn chặn được sự toan tính âm mưu nham hiểm mà phía Trung Quốc đang áp đặt, áp chế ở vùng Biển Đông, bất chấp luật pháp của quốc tế cũng như Công ước về Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc. Thưa quý vị, theo tờ báo New York Times của Mỹ cho biết, Trung Quốc đã lợi dụng dịch bệnh để lấn tới tham vọng bành trướng, đơn phương leo thang ở ngoài Biển Đông. Trong tình hình mới ở Biển Đông, có nhiều diễn biến phức tạp, các nước trong khu vực phải hết sức cảnh giác hơn nữa trước mọi âm mưu và kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ chủ quyền, bảo vệ biển đảo của nước mình. Tờ báo của Mỹ cho biết, Trung Quốc từ lâu, từ thời ông Giang Trạch Dân, ông Mao Trạch Đông, ông Hồ Cầm Đào và đến bây giờ chính quyền của ông Tập Cận Bình đã không che giấu được cái mưu đồ độc chiếm Biển Đông vào tay của Bắc Kinh. Dạ tâm bành trướng đó được thể hiện càng lộ rõ hơn trong bối cảnh mà dịch bệnh bùng phát mạnh trên toàn cầu thì Trung Quốc lại ngang nhiên điều tàu chiến xâm phạm vào vùng biển của các nước, đến độ mà Bộ Ngoại giao của Mỹ cũng phải lên tiếng cảnh báo Bắc Kinh. Có thể điểm lại hàng loạt các hoạt động đơn phương leo thang trên Biển Đông mà phía Trung Quốc gây ra, đó là vào tháng 2 vừa qua, Trung Quốc tiếp tục gia tăng tính chất, mức độ của các hoạt động khiêu khích khi các đơn vị quân đội của Trung Hoa trong đất liền đã bắn tia laser vào các máy bay tuần tra của Mỹ hoạt động trên Biển Đông. Tiếp đó, không quân của Trung Quốc cũng bắt đầu có cuộc tập trận tại Biển Hoa Đông, nơi có quần đảo Senkaku mà phía Trung Quốc gọi là Điếu Ngư, để gây hấn với Nhật Bản, hòng chiếm đóng của đảo này. Ngay sau đó, Mỹ đáp trả bằng cách điều máy bay trinh sát B-35B để thực hiện giám sát vùng biển, vùng lãnh thổ của Đài Loan và Philippines. Những tàu khu trục dẫn đường USS của Mỹ đã bị một đội tàu của phía Trung Quốc bao vây và hòng đâm va và cũng như là bắn đạn thật. Chính quyền của ông Tập Cận Bình còn ngang nhiên điều rất nhiều tàu chiến mang theo tên lửa dẫn đường và vũ khí hạng nặng cùng rất nhiều các tàu hộ vệ đi theo để ra ngăn cản, gây hấn với các tập đoàn dầu khí của Nga và của Mỹ đang khai thác hợp tác làm ăn với cả các nước trong khu vực Đông Nam Á. Tiếp theo, chính phủ của Trung Quốc cũng đã công bố khánh thành hai trạm nghiên cứu khoa học mà báo chí quốc tế gọi chính xác là các cơ sở quân sự mới trên bãi đá Chữ Thập và bãi đá Subi thuộc quần đảo Hoàng Sa. Đó là một hành động quá bành trướng của phía Bắc Kinh. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao của Mỹ và Bộ Ngoại giao của các nước trong khu vực Đông Nam Á như Indonesia, Philippines, Malaysia, Brunei hay Myanmar cũng đồng loạt lên tiếng rất quan ngại về những hành động nguy hiểm trên của phía Trung Quốc và cho đây là mối nguy hiểm nhất gây ra việc mất an ninh an toàn trên tuyến hàng hải bận rộn nhất ở vùng Biển Đông. Phía Mỹ khẳng định, chúng tôi cam kết sẽ bảo vệ các nước trong khu vực Đông Nam Á trước sự bành trướng leo thang hết sức phức tạp mà phía Trung Quốc đang gây ra. Truyền thông của Mỹ mới đây còn cho biết Trung Quốc tuyên bố đã khai thác băng cháy thành công trên một khu vực vùng biển nhưng không biết là ở vùng biển nào. Nhiều nhà nghiên cứu nói rằng thực hư khai thác băng cháy như thế nào thì rất khó biết, nhiều khi chỉ là cái cớ để phía Bắc Kinh che giấu được những âm mưu, những thủ đoạn khi mà đưa quân ra độc chiếm Biển Đông. Trước những hành động ngông cuồng ngỗ ngược của phía Trung Quốc thì cộng đồng quốc tế nói rằng vụ việc diễn ra trong bối cảnh mà tình hình bất ổn trên phạm vi toàn cầu đang ngày đêm căng mình chống chọi lại với cả bệnh dịch đang bùng phát mạnh. Điều này có thể làm các vấn đề ở Biển Đông thêm trầm trọng. Do vậy, đề nghị phía Trung Quốc phải kiềm chế cũng như là tránh những hành động tương tự, đồng thời phải bình tĩnh giải quyết thỏa đáng các vấn đề tồn đọng bằng biện pháp hòa bình. Chứ nếu Trung Quốc mà sử dụng vũ lực thì cả cộng đồng của thế giới sẽ chung tay để trừng trị Trung Quốc, trả lại bình yên cho Biển Đông như vốn nó đã từng có.
Thưa quý vị, theo các chuyên gia nhận định thì tình hình Biển Đông cũng như tình hình biển Hoa Đông sẽ còn rất dậy sóng bởi vì phía Trung Quốc nói rằng dịch bệnh tại thành phố Vũ Hán tạm thời được khép lại và họ sẽ đầu tư thời gian, công sức, tiền của quân đội, phòng không không quân, hải quân trực chiến 24/24 giờ trên Biển Đông để tuyên bố chủ quyền hợp pháp trong khuôn khổ con đường lưỡi bò mà phía Trung Quốc tự vẽ ra và tự thừa nhận. Vì thế các nước trong khu vực cũng như các nước lớn trên thế giới như Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia sẽ không bao giờ bỏ qua những cái hành động âm mưu đen tối của phía Trung Quốc. Vì thế Biển Đông sẽ còn rất dậy sóng. Vâng thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.